Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Mitsubishi Outrage 2022 đang được Mitsubishi phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Auto Việt Nam sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị theo dõi. Mitsubishi Outrage là dòng xe sedan hạng B cùng với Pajero Sport và mẫu xe bán tải Triton là những dòng xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Phiên bản nâng cấp Outrage 2022 chính thức được ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2020 với nhiều đột phá. Outrage 2022 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó một phiên bản số sàn là 1.2 lít MT và hai phiên bản số tự động là 1.2 lít CVT và 1.2 lít CVT Premium có mức giá bán từ 375 triệu đồng tới 485 triệu đồng. Xe có 3 màu ngoại thất, đó là đỏ, trắng, xám. Giá lăn bánh của Mitsubishi Outrage 2022 sau đây chưa trừ khuyến mại nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 10 tới 12%, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Đầu tiên, Mitsubishi Outrage 1.2 MT có mức giá bán là 375 triệu đồng, giá lăn bánh tại Hà Nội khoảng 423 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 419 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 401 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 123 tới 130 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Mitsubishi Outrage 1.2 CVT có mức giá bán là 460 triệu đồng, giá lăn bánh tại Hà Nội khoảng 513 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 508 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 490 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 145 tới 150 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Mitsubishi Outrage 1.2 CVT Premium có mức giá bán là 485 triệu đồng, giá lăn bánh tại Hà Nội khoảng 541 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 536 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 518 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 150 tới 155 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Mitsubishi Outrage là dòng xe sedan hạng B, là những mẫu xe được Mitsubishi nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Phiên bản nâng cấp Outrage 2022 chính thức được ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2020 với nhiều đột phá về ngoại hình cũng như nâng cấp và trang bị. Mitsubishi Outrage chính thức gia nhập phân khúc hạng B tại thị trường Việt Nam vào năm 2014 với tên gọi là Mitsubishi Mirai. Lúc bấy giờ, ưu điểm của mẫu xe hạng B này đó chính là có giá bán dễ tiếp cận, đi cùng sự bền bỉ đến từ danh tiếng của hãng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Mitsubishi Outrage 2022 được phân phối với tổng cộng là 3 phiên bản đi kèm giá bán như sau. Mitsubishi Outrage phiên bản số sàn 2022 có mức giá bán là 375 triệu đồng. Phiên bản số tự động là 460 triệu đồng, phiên bản 1.2 CVT Premium với mức giá bán là 485 triệu đồng. Mitsubishi Outrage 2022 sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.305mm x 1.670mm x 1.515mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.550mm, khoảng sân tầm của xe khá ấn tượng lên tới 170mm, giúp cho xe có khả năng vận hành trên các quãng đường xấu và ngập nước tốt hơn so với các đối thủ khác trong phân khúc hạng B. Ngoài ra, với bán kính quay đầu là 4,8m, con số này giúp cho Outrage xoay sở trong điều kiện vận hành đô thị cũng trở nên linh hoạt hơn. Tương tự các dòng xe của Mitsubishi hiện nay, Outrage cũng được hãng xe Nhật Bản ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Điểm nhận diện thương hiệu đầu tiên chính là phần mặt ca lăng xe tạo thành hình chữ X, được mạ viền chrome và nối liền với cụm đèn pha. Ngay dưới là hốc đèn sương mù tạo kiểu trên Xpander hay Pajero Sport. Trên phiên bản nâng cấp, cụm đèn pha cũng được thiết kế sắc sảo hơn và đặc biệt là sử dụng công nghệ Full LED trên các phiên bản CVT. Trên phiên bản số sàn, Outrage vẫn sử dụng đèn pha halogen đi kèm với chóa phản xạ đa chiều. Ngoài ra, bản CVT còn được trang bị đèn sương mù trong khi bản số sàn bị lược đi tính năng này. Thiết kế thân xe vẫn là các đường gân dập nổi kéo dài từ phần đầu tới phần đuôi xe. Phần tay nắm cửa thiết kế kiểu mở lẫy, rất tiện dụng cho những gia đình có trẻ nhỏ. Mâm xe có kích thước 15 inch đa chấu rất bắt mắt và nam tính. Tiếp đến, gương chiếu hậu trên xe có chức năng chỉnh điện, sơn cùng màu thân xe. Riêng phiên bản CVT sẽ có thêm tính năng báo rẽ và tùy chọn gập điện.
Phía đuôi xe cho cảm giác hoàn thiện và ấn tượng hơn so với phiên bản cũ khá nhiều. Theo đó, phần cản sau đã được tái thiết kế với chi tiết phản quang hai bên, giúp mang lại diện mạo chắc chắn và cá tính hơn cho xe. Trên bản số sàn sử dụng bóng đèn hậu dạng sợi tóc 12V, còn lại các phiên bản CVT thì được trang bị đèn hậu LED cho hiệu quả cảnh báo tốt hơn trong điều kiện đêm tối hoặc những ngày thời tiết xấu. Trên tất cả các phiên bản, Mitsubishi Outlander 2022 đều có đèn phanh trên cao, riêng bản CVT còn có thêm tùy chọn cánh lướt gió cùng anten vây cá mập, giúp mang lại phong cách thể thao và cá tính hơn cho xe. Bản táp lô của Mitsubishi Outlander 2022 vẫn giữ nguyên lối bố trí kiểu dọc như trước đây, thể hiện rõ tính thực dụng, người dùng dễ làm quen và rất dễ sử dụng. Trên phiên bản số sàn, với mục tiêu hướng đến là nhóm khách hàng mua xe sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ, nên các chi tiết phần lớn đều được làm từ nhựa cứng và chất liệu nhỉ. Vô lăng tích hợp các nút bấm điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Trong khi đó, bản số tự động với mục tiêu hướng đến là khách hàng mua xe phục vụ gia đình. Vì vậy, xe sẽ được trang bị ghế da, vô lăng bọc da, có tích hợp điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay và có thêm tính năng ga tự động. Cụm đồng hồ táp lô sử dụng kiểu analog bán điện tử, thiết kế đơn giản, thực dụng. Bên trên táp lô xe, điểm nhấn bởi các viền mạ chrome bên trên vô lăng và các cánh cửa gió điều hòa. Bệ tỳ tay trung tâm cũng là một trong những chi tiết nhỏ trên xe nhưng lại vô cùng đáng giá và cần thiết. Với trang bị này, người lái sẽ bớt mỏi tay hơn trong những chuyến hành trình xa. Xe được trang bị khởi động start-stop, màn hình trung tâm giải trí 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đi cùng hệ thống âm thanh 4 loa trên phiên bản số tự động. Với những nâng cấp này, người dùng có thể dễ dàng sử dụng bản đồ vệ tinh, thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt, phần màn hình cho phép kết nối cùng một lúc hai smartphone ở cả vị trí người lái và ghế phụ. Trên phiên bản số sàn, hãng xe Nhật vẫn giữ nguyên trang bị đầu CD 2 DIN thương hiệu GVC, tích hợp kết nối USB, AUX, kết nối Bluetooth, kèm tính năng phát MP3 và hệ thống âm thanh hai loa. Hệ thống điều hòa trên phiên bản CVT là dạng tự động, trong khi đó, trên phiên bản số sàn vẫn là loại chỉnh cơ. Khả năng làm mát khá nhanh và sâu là ưu điểm của các dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Các hàng ghế trên Mitsubishi Outlander 2022 được bọc nỉ tiêu chuẩn và bọc da hoàn toàn 100% trên phiên bản CVT. Ghế lái trên tất cả các phiên bản đều cho phép chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng cơ bản. Không gian ghế lái và cả hàng ghế sau đều cho cảm giác rất thoải mái. Với khoảng duỗi chân rộng rãi, hàng ghế thứ hai được trang bị tựa đỡ đầu cho cả 3 vị trí và có cả bệ tỳ tay tích hợp hốc để đồ. Xe có dung tích cốp đạt 450 lít, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình trong những chuyến mua sắm hay ra ngoại ngắn ngày. Outlander 2022 sử dụng động cơ xăng 1.2 lít MiVec sản sinh ra 76 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại đạt 100 Nm, đi kèm là hộp số sàn 5 cấp trên phiên bản MT hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 5,3 lít cho 100 km. Đây là một điểm mạnh của xe trong bối cảnh giá xăng tăng cao như hiện nay. Xe sử dụng hệ thống trợ lực lái bằng điện, hệ thống treo phía trước kiểu MacPherson, hệ thống treo phía sau dạng thanh xoắn. Về trang bị an toàn, nổi bật nhất trên phiên bản nâng cấp đó là chức năng ga tự động Cruise Control, giúp lái xe nhàn nhã hơn, thoải mái hơn, đặc biệt là trên những hành trình dài. Còn lại, danh sách trang bị an toàn trên mẫu xe này mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể tiện tham gia theo dõi. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Mitsubishi Outlander 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.